tin là với hai chiếc xe, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng phần trình diễn độc đáo hơn, thú vị hơn và căng thẳng hơn rất nhiều. Và hiện giờ các phương tiện kỹ thuật để phục vụ cho phần biểu diễn với hai chiếc xe đang được chuẩn bị những công cụ để đến với quý vị. Và hãy dành những tràng vỗ tay, hãy dành những tiếng hò reo và hãy dành sự cổ vũ của mình cho đội bộ Red Bull ngày hôm nay. Họ từ rất xa đến đây, họ có thể không quen với cái nóng của Hà Nội nhưng chắc chắn họ đã quen với cái nóng của sự nhiệt tình của khán giả rồi. Nên các bạn đừng ngại ngần, hãy cổ vũ thật nhiệt tình cho họ được không ạ? Hãy chào đón sự trở lại của hai chiếc xe F1 đến từ đội đua Red Bull. Tôi đã nghe được những tiếng gầm của chiếc xe đầu tiên rồi. Chiếc xe thứ hai cũng sẽ khởi động ngay bây giờ. Các bạn hãy cùng sẵn sàng với chúng tôi. Đây sẽ là phần đặc biệt nhất của tối nay. Một tràng vỗ tay thật lớn nào!
kính thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một phần trình diễn tuyệt vời. Hãy cho Rebel Team một tràng pháo tay thật lớn nữa. Các bạn có thể nhìn thấy phần trình diễn vừa rồi là một phần